Sự việc bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng qua, ngày 3 tháng 10. Hàng ngàn công nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Matrix đóng tại khu công nghiệp Bắc Vinh, thành phố Vinh đã đồng loạt nghỉ việc để đòi quyền lợi. Sở dĩ xảy ra tình trạng này là do công nhân quá bức xúc với áp lực việc làm cũng như môi trường làm việc quá tồi tệ. Công nhân quá bức xúc về vấn đề là thứ nhất là tiền ăn tối thiểu nhất thì phần cũng phải cho công nhân là khoảng được 15.000 đồng trên một ngày, nhưng mà công ty chỉ cho mới có 12.000, thì với cái lương ăn đó thì không đủ để cho công nhân làm việc, không đủ sức để cho công nhân làm việc. Nước uống là không hợp vệ sinh ạ, không đủ để cho công nhân uống ạ. Nhưng mà ngày nào ông chủ cũng phải là bắt lên số lượng, nhưng mà lên với mức độ là vừa phải trong hợp lý của công nhân thì được, nhưng mà đây lên quá cáo. Đến cuối giờ trưa nay, đại diện khu kinh tế Đông Nam đã có cuộc làm việc, yêu cầu phía công ty trách nhiệm hữu hạn Matrix Vinh phải tổ chức cuộc đối thoại với công nhân để giải quyết sự việc. Tại cuộc đối thoại, rất nhiều kiến nghị yêu cầu của công nhân liên quan đến chế độ quyền lợi người lao động được đưa ra. Tôi em là 70 người, mà nhân lên là một người là 77 con. Thì là tính ra là hai người chạy thì một ngày 77 con, mà nhân lên cho 70 người thì mình mới chạy được. Bây giờ số lượng của công ty đưa ra đỉnh mức á, là khi này vừa họp chủ quản và tổ trưởng và bên chuyên gia giám đốc thì đã là ra số lượng. Thì cái sắp xếp công đoàn, nếu như hai người như trên đây nói, hai người máy không kịp thì cái đó chủ quản và tổ trưởng sẽ sắp xếp thêm người, mọi người không phải lo nhá. Cái đỉnh mức là, ông nói là tháng nay là sáng năm 2017 là sửa đổi. Em muốn hỏi một tỷ là cái nên là ông chủ vì bên quản lý là phải họp rõ ràng. Giả sử một con hàng nào về là mình lên từ 10 con đến 20 con nhà hàng, mà tới những con hàng nào khó không ra được thì lên từ 5 đến 10 con, và phải có một chỗ nhất định, không mà tự nhiên mà lấy 50 con thì là không được. Tức là từ nay các bạn này áp dụng từ giờ đến cuối năm. Và khi thay đổi thì chúng tôi sẽ có ý kiến, chứ không phải là công ty tùy tiền thay đổi như cái tình trạng hiện nay. Thì cái điều đó các bạn yên tâm, chúng tôi sẽ đứng ra giám sát cho các bạn. Khi mà có thông tin thì các bạn có thể alo cho tôi và tôi sẽ làm việc với công ty, được chưa? Trước sức ép từ công nhân, phía đại diện công đoàn và lãnh đạo công ty đã hứa sẽ giải quyết một số quyền lợi cho công nhân như tăng tiền ăn ca từ 12.000 đồng lên 15.000 đồng một suất, đưa ra định mức sản lượng ổn định cho lao động, sửa chữa hệ thống nhà vệ sinh, lắp thêm máy bấm thẻ cho công nhân, tính toán lại định mức sản lượng phù hợp. Tuy nhiên, các thỏa thuận này vẫn chưa nhận được sự đồng tình của đa số công nhân. Vì thế chiều nay, công nhân vẫn chưa trở lại làm việc như yêu cầu của lãnh đạo công ty. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn Matrix Vinh thuộc tổng công ty Matrix Trung Quốc chuyên sản xuất các loại gấu bông, đồ chơi xuất khẩu. Công ty hiện có hơn 3.400 công nhân, chủ yếu là nữ. Đây cũng là cuộc đình công thứ 3 xảy ra ở công ty này từ khi đi vào hoạt động. Các cuộc đình công trước đó diễn ra vào các năm 2010-2012. Các công nhân cho biết sẽ chưa trở lại làm việc nếu như các yêu cầu chính đáng của họ chưa được phía công ty giải quyết một cách thỏa đáng.